Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại group Khủng Bố Sống Lại nhé. Và buổi tối hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Khủng Bố Sống Lại qua tập số 244. Để xem tiếp tục theo bước chân của Dương Gian ở Phúc Thọ Viên này, sau khi đã thấy được chân tướng của con quỷ khắc bia mộ. Khủng Bố Sống Lại, tập 244. Cùng lúc đó, tại thành phố Đại Hải, cao ốc Minh Châu. Đây là tổng bộ của diễn đàn Đinh Dị. Lúc này trên tầng cao nhất của tòa nhà là đảo đại diễn đàn Đinh Dị. Nhưng lúc này Diệp Chân lại đang ngồi trên ghế sofa, vừa uống sữa bò, vừa thảnh thơi xem TV. Nội dung trên TV chính là một bộ phim của Nhật. Đây là phương thức giải trí cần thiết của anh ta mỗi ngày. Chuyện này cũng được diễn ra thường xuyên đã gần một năm nay rồi, ít khi xảy ra tình trạng gián đoạn. Cho nên đúng hơn là nói, khi Huyết vứt bỏ thân phận lão đại của diễn đàn Ninh Dị, Diệp Trần chỉ thích là một tên trạch nam ưa thích xem phim mà thôi. Đối với những thú vui của anh ta, rất nhiều người không thể hiểu được. Nhưng mà dù sao hắn cũng là một vị ngự quỷ nhân đỉnh phong ở trong nước. Quyền thế, địa vị quán ta đã đạt đến đỉnh. Một người như vậy mà lại trầm mê vào phim, đúng là không thể hiểu nổi. Đúng vào lúc này, cửa văn phòng đột nhiên mở ra. Một người trung niên mặc âu phục, vẻ mặt nghiêm túc đi vào. Người quản lý này vội vàng báo cáo, có vẻ như tình hình đã trở nên cấp bách. Tổng giám đốc Diệp, Phúc Thọ Viên đã xảy ra chuyện. Hơn nữa chuyện này còn rất nghiêm trọng nữa. Toàn bộ Phúc Thọ Viên đã xuất hiện quỷ vực. Tôi đã cho người kiểm tra qua. Đây đích thực là một chuyện linh dị không biết cấp bậc. Là Tô Nhất, Lâm Lạc Mai và 7 thành viên khác được phái đi trước đó đã hoàn toàn mất liên lạc. Đồng thời bên trong Phúc Thọ Viên còn có 3 người Dương Gian, Tôn Thụy, Lý Dương cũng bị mất liên lạc. Ngoài ra quỷ vực đang kéo dài, không hề có dấu hiệu muốn kết thúc. Mí mắt Diệp Chân không hề nhúc nhích, dù chỉ là một chút. Hai chân vắt chữ ngũ, vừa ứng sữa bò, vừa tiếp tục xem phim. Tôi vừa mới thành lập bộ hồ sơ. Tên chuyện đinh dị của Phúc Thọ Viên, cấp độ nguy hiểm là A. Trước đó tôi cũng phái người liên lạc với tổng bộ. Tào Duyên Hoa đã đích thân trả lời. Ông ta bảo, nếu cần tổng bộ sẽ tiến hành trợ giúp chúng ta xử lý chuyện đinh dị này. Đây là lần đầu tiên Tào Duyên Hoa đáp ứng một cách sảng khoái như vậy. Điều này chứng tỏ ông ta cũng hiểu rõ tính nghiêm trọng của chuyện này. Đừng có quấy rầy trong lúc tôi làm việc. Để những người khác đi xử lý đi. Hiện tại tôi đang bận. Diệp Trần tỏ ra có chút không kiên nhẫn. Hắn ta phất phất tay, ra hiệu cho mọi người rời đi. Hắn ta rất chán ghét bị người khác làm phiền vào lúc này. Người quản lý kia không hề rời đi, mà tiếp tục nói. Quỷ vực bao phủ xung quanh Phúc Thọ Viên rất mạnh. Tôi đã cho người thử qua, nhưng không thể xâm nhập được. Những người quản lý khác cũng tỏ ra bất lực với chuyện này. Vốn dĩ số lượng quỷ ngự quỷ nhân có được quỷ vực đã rất ít. Nay lại có thêm quỷ vực cũng phân chia mạnh yếu. Cho nên khi đối mặt với quỷ vực đang bao phủ xung quanh Phúc Thọ Viên, bọn họ đều tỏ ra bất lực. Đồng thời họ còn tin tưởng ở trong chuyện này cũng có con lão đại Diệp Chân của bọn họ đã có thể giải quyết được mà thôi. Nhưng Diệp Chân lại tỏ ra thờ ơ. Sau đó câu mày nói, ông là lão đại hay tôi là lão đại? Đừng có nói nhiều, chờ xem xong tập phim này rồi nói sau đi. Đây là tập mới nhất đấy. Người quản lý kia nghe vậy không nói thêm gì nữa, chỉ yên lặng rời khỏi phòng làm việc. Vừa đi ra ngoài, A Vũ đang đứng trước cửa vội hỏi, lão đại nói gì? Người quản lý kia nhìn người bên ngoài, sau đó nói, tổng giám đốc Diệp uống trà chiều, tạm thời không dành để quản lý chuyện này. Chúng ta cứ chờ thêm một chút đi. A Vũ lo lắng nói, không thể chờ được nữa đâu. Là Tô Nhất cùng Lâm Lạc Mai đã mất liên lạc,
Quỷ vực thì bao phủ toàn bộ Phúc Thọ Viên, Dương Gian còn ở bên trong, không biết hắn đang làm cái gì nữa. Chúng ta không thể đợi được, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn đấy. Người quản lý kia trầm giọng nói. Tôi biết, nhưng hiện tại cục diện còn chưa bị mất khống chế đúng không? Phạm vi quỷ vực chưa thực sự lớn, đồng thời bên trong còn có Dương Gian và một đám ngự quỷ nhân. Chuyện này còn chưa có nghiêm trọng đến mức phải đi xử lý ngay. Chúng ta cứ chờ đợi thêm một chút đi. Nói không chừng chờ thêm một lúc nữa là Dương Gian có thể xử lý xong. Chúng ta cũng không thể vội vàng để gánh chuyện như vậy được. Mấy người chú ý tình hình Phúc Thọ Viên, tùy thời báo cáo là được. Nếu có chuyện gì đó ngoài ý muốn xảy ra, tôi nghĩ Tổng Giám Đốc Diệp sẽ không có dễ dàng tha thứ cho mấy người đâu. Chắc mọi người đều hiểu tính khí của Tổng Giám Đốc Diệp chứ. Những người nghe vậy đều im lặng. Cũng thật là xảy ra chuyện lúc nào không được lại chọn đúng vào lúc này. Rõ ràng ngày nào lão đại cũng phải ngồi trà chiều vào cái giờ này hết mà. Ít nhất thì cũng phải 4-5 giờ chiều mới xong. A Vũ cảm thấy có chút đau đầu. Đây không phải lần đầu tiên. Dù chuyện có lớn cỡ nào đi nữa, bọn họ cũng không được phép quấy rầy Diệp Trần trong lúc hắn đang xem phim. Người quản lý kia nói. Tuy nhiên Tổng Giám Đốc Diệp chắc chắn sẽ ra tay. Chúng ta có chuẩn bị sẵn sàng như ngày thường là được. Đúng vậy. Những người khác đều đồng loạt gật đầu. Lúc này ở trong Phúc Thọ Viện, sau khi dựa vào búp bê thế mạng tránh thoát khỏi một lần tập kích hẳn phải chết, Dương Gian không hề cảm nhận được sự sung sướng khi trở về từ cõi chết kia, mà ngược lại hắn càng thêm căng thẳng, bởi vì manh mối lộ ra sau chuyện này quá là phức tạp. Bà lão họ Lưu chết đi sống lại và biến thành quỷ, cây đình đóng quan tài ở trong bãi thả ma, bức thư màu đỏ, còn có khu nghĩa địa dùng mai táng lệ quỷ này nữa. Khi liên hệ những thứ này với nhau, hắn luôn có cảm giác đây là một bí ẩn cực lớn nào đó. Đồng thời trong bí ẩn này còn chứa đựng nguy hiểm nằm ngoài tưởng tượng quán. Lúc này Dương Gian đang rất tò mò. Nếu hiện tại hắn thành công đưa bức thư cho bà lão họ Lưu kia, thì sẽ xảy ra chuyện gì? Tuy nhiên hiện tại nguy hiểm còn chưa được giải trừ, không phải là lúc suy nghĩ đến chuyện này. Khẽ đưa mắt nhìn khối bia mộ có khắc tên của bản thân, Dương Gian vừa quan sát vừa nghĩ. Mặc dù chuyện vừa rồi chỉ xảy ra trong một quãng thời gian ngắn ngủi, nhưng mà lượng tin tức lộ ra lại cực kỳ nhiều, rất quan trọng. Con quỷ kia dùng đinh đóng quan tài để khắc chữ, nhưng theo như cây đinh đóng quan tài thứ nhất mà mình có, dường như nó cũng không hề có năng lực nguyền rủa như thế này. Đương nhiên cũng có thể là lúc đó mình không phát hiện được. Tuy nhiên càng nghĩ mình càng thấy rằng cái loại năng lực nguyền rủa bằng cách khắc tên này không thể nào xuất phát từ cây đinh đó, mà hẳn là nó xuất phát từ những tấm bia mộ ở trong chỗ này. Dần dần bắt đầu nghi ngờ những tấm bia mộ trong này. Có vẻ những tấm bia mộ trống trơn kia chính là một danh ngạch. Nếu khắc tên của bất cứ một ai lên trên đó, người kia sẽ lập tức bị lực lượng quỷ dị của bãi tha ma này tập kích và chôn vùi vào trong lòng đất. Dường như bà lão họ Lưu này chỉ có thể là một công cụ thôi, một món công cụ dùng để khắc tên, tương tự như quỷ nô, bởi vì lực lượng tập kích thực sự không đến từ bản thân của bà ta. Như vậy là đã có thể giải thích rõ cho chuyện vì sao bà lão họ Lưu có thể sống lại sau khi chết và biến thành lệ quỷ. Có lẽ bà lão họ Lưu này không phải lệ quỷ thực sự, mà chỉ bị lực lượng linh dị khống chế trở thành quỷ nô cho bãi tha ma này. Còn lệ quỷ thực sự là một thứ khác. Ánh mắt Dương Gian liên tục lấp lóe, trong đầu quán nảy sinh một loại suy nghĩ táo bạo. Nếu muốn chứng minh được điểm này, vậy thì mình cần phải thử nghiệm một chút, tìm một tấm bia trống, sau đó mình sẽ thay thế quỷ, khắc tên một người lên. Dựa vào đó mình có thể chứng thực được nguồn gốc phát ra nguyền rủa cây đinh đóng quan tài trong tay bà lão kia hay là bia mộ. Nếu đã muốn thử, vậy vì sao hắn không khắc tên bà lão kia lên bia mộ đây? Dùng nguyền rủa của quỷ để đối phó với quỷ.
nếu thử nghiệm thành công. Bà lão du đẳng trong bãi tha ma sẽ giống như là La Tối nhất vậy, bị chôn vùi dưới bia mộ. Đến lúc đó bất kể là lấy đinh đóng quan tài hay là đưa thư đều có thể hoàn thành một cách nhẹ nhõm. Bọn hắn căn bản không cần phải đuổi theo tiếng đục của bà ta, cũng không cần lo tổn hao người nữa. Điều này đáng giá để thử. Mình nhớ trước đó mình đã từng thấy một trong hai tấm bia. Mình nhớ trước đó mình đã từng thấy một tấm bia trống khi đi ngang qua ngôi mộ kia. Dương Gian lập tức nhớ lại khung cảnh ở trên đường khi đi kiếm ngôi mộ số 78. Rất nhanh, hắn từ trong ký ức tìm ra được một ngôi mộ có tấm bia trống. Đó là nơi hắn vừa đi lúc trước, cũng chính là ngôi mộ nằm gần mộ số 20. Cứ quyết định thế đi. Dương Gian nhanh chóng thiết lập kế hoạch, sau đó xoay người rời đi. Hắn cần phải trở về tụ họp lại với đám người Tôn Thủy. Mặc dù hắn đã tổn thất mất một con búp bê thế mạng, nhưng hắn lại tìm ra cái phương pháp xử lý chuyện đinh dị đáng sợ này, cho nên cái giá vẫn có thể tiếp nhận được. Và lại một khi thực hiện thành công, rất có thể hắn sẽ lấy được cái đinh đóng quan tài thứ hai. Sao vẫn chưa vậy? Lần này đội trưởng Dương rời đi có hồi lâu, anh ấy sẽ không gặp phải nguy hiểm gì đó chứ? Nếu quả thực gặp phải chuyện gì đó ngoài ý muốn, vậy mọi chuyện sẽ trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Tôn Thủy đưa mắt nhìn về phía Dương Gian rời đi lúc này. Đã qua mấy phút rồi mà không hề nhìn thấy người xuất hiện. Với lại, lúc này tiếng đục đã dừng lại. Những chỗ này không xuất hiện người bị tập kích. Người vừa chết không nằm trong số của bọn họ. Có lẽ Dương Gian đã bị quỷ xử lý. Lý Dương nói, đừng có nghĩ chuyện gì cũng theo hướng tiêu cực như vậy chứ. Chuyện này sẽ chỉ khiến cho bản thân thêm áp lực thôi. Tôn Thủy đứng nắm chặt cây gậy và nói, tôi chỉ lo lắm mà thôi. Nếu đội trưởng Dương thực sự gãy ở chỗ này thì vậy chúng ta cũng sắp phải chết, bởi vì chúng ta không có quỷ vực, không thể nào rời khỏi đây. Đến lúc đó chúng ta chỉ còn cách liều mạng với lệ quỷ. Mà vừa rồi anh thấy rồi đấy, xác suất của việc liều mạng không có lớn. Một khi bị quỷ để mắt tới, vậy cũng là chuyện chết trong nháy mắt. Nghe lời của y nói, vốn những người còn tưởng rằng bọn họ có thể sống mà rời đi đã suýt chút nữa tuyệt vọng. Thì ra người có thể mang bọn họ đi tới nơi đây và rời khỏi đây chính là đội trưởng Dương kia. Còn Tôn Thủy, Lý Dương, thậm chí cả Lâm Lạc Mai lúc nãy đều không có tư cách rời khỏi chỗ này. Hay nói cách khác, nếu Dương Gian không xuất hiện thì bọn họ sẽ bị nhốt ở đây cho đến chết. Đúng lúc này, âm thanh vừa quen thuộc và kinh khủng kia lại xuất hiện một lần nữa. Âm thanh này vừa xuất hiện đã phá vỡ bầu không khí kìm nén và yên tĩnh ở đây, khiến cho mỗi người đều phải giật mình. Lại đến nữa, tiếng đục chết chóc kia đã xuất hiện. Quỷ chưa bị xử lý, nó còn đang khắc tên. Ngay khi nghe được âm thanh này, tâm trạng Tôn Thủy có chút bùng nổ. Y gầm nhẹ, tôi đã biết hắn sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà. Con quỷ kia còn chưa bị xử lý, nó vẫn đang còn khắc tên. Lần này một người phải chết, mà khả năng cao chúng ta sẽ bị nhốt chết ở chỗ này. Không đến mức vậy chứ. Lý Dương trợn tròn hai mắt, hắn ta không quá tin tưởng vào lời của Tôn Thủy. Dương Gian sẽ chết chỗ này sao? Đây là chuyện không thể nào. Lúc trước hắn ta từng chứng kiến bộ dáng mạnh mẽ xông xáo của Dương Gian ở trong thế giới quỷ hỏa. Lệ quỷ ở trong chỗ đó còn nguy hiểm hơn ở đây rất nhiều lần, nhưng không phải Dương Gian vẫn sống sót tốt hay sao? Xem ra tâm tính của cậu còn kém hơn cả tưởng tượng của tôi. Với bộ dáng này của cậu, khi phải đối mặt với chuyện linh dị cấp độ khó giải, cậu chắc chắn phải chết. Huống hồ hiện tại chuyện này còn không tính là chuyện khó giải. Nếu lập hồ sơ cho nó, ngay cả cấp A còn chưa đến. Quỷ chưa bị xử lý, nhưng tôi cũng không bị chết ở đây. Với lại tôi đã tìm ra phương pháp đối phó với nó.
giọng nói của Dương Gian bất chợt truyền đến. Hắn đi vòng qua một ngôi mộ và xuất hiện ở trước mặt đám người. Đội trưởng Dương, cậu không có việc gì sao? Tôn Thủy có chút kinh ngạc. Dường như là y không nghĩ Dương Gian có thể bình an trở về. Bởi vì quãng thời gian mán đuổi theo con quỷ kia có hơi lâu, bất kể là ai đều sẽ nghĩ hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Dương Gian nói, không cần nói nhiều, đi theo tôi. Chúng ta quay lại. Từ giờ trở đi mấy người không cần tìm ngôi mộ số 78 nữa. Chỉ cần chú ý xung quanh, nhìn xem có tấm bia nào trống hay là không. Nếu có thì lập tức báo cho tôi. Hắn không muốn lãng phí thêm thời gian, vội vàng mang đám người quay lại đường cũ. Những người khác nhìn thấy Dương Gian trở về đều tỏ ra mừng rỡ, giống như nhìn thấy hy vọng vậy. Bà nội tôi thế nào rồi? Không biết đã lấy dũng khí từ đâu, cô gái tên Lưu Hân Duyệt kia chợt hỏi thăm Dương Gian. Điều cô ta quan tâm không phải là người bà đã chết đi, mà là vì cô ta muốn biết vì sao bà cô đã biến thành lệ quỷ và du đãng ở chỗ này, không ngừng giết người. Dương Gian nhìn cô ta một cái rồi hỏi, tên của bà cô là gì? Là Lưu Lan. Ánh mắt Lưu Hân Duyệt có chút né tránh, không dám đối mặt với ánh mắt quái dị và lạnh lùng của Dương Gian. Bởi vì mỗi lần nhìn, cô ta đều có cảm giác ngạt thở. Đây căn bản không phải là ánh mắt mà một người có sống nên có. Tuy nhiên nó lại có chút giống với ánh mắt trước kia của bà nội cô ta. Quá kinh khủng. Dương Gian nhàn nhạt nói, Lưu Lan à? Tốt. Bất kể bà cô biến thành bộ dáng gì, là thi thể hay là quỷ, thì hôm nay tôi sẽ đích thân chôn bà ta. Chỉ sợ từ nay về sau mấy người không có cơ hội tiếp tục tế bái nữa. Với lại tôi nghĩ, sau khi mấy người sống sót và ra khỏi đây, hai người không dám đến chỗ này nữa đâu. Con quỷ còn đang giết người. Đội trưởng Dương, cậu mau nghĩ cách ngăn nó lại đi. Tôn Thị tỏ ra có chút xấu hổ, bởi vì tâm tình của y quá tệ. Khi đối mặt với áp lực sinh tử, y không thể nào chấn định được như là Dương Gian. Dương Gian nói, không cần để ý đến nó, cứ để cho nó giết một người nữa cũng được. Nếu cái phương pháp kia của tôi có tác dụng, thì đây sẽ là người cuối cùng mà nó giết. Còn nếu phương pháp kia không có tác dụng, vậy chúng ta sẽ rời khỏi đây. Hắn không lo bản thân sẽ bị quỷ khắc tên, bởi vì trong chỗ này đã có một ngôi mộ dành riêng cho hắn. Còn những người khác, nếu ở bên cạnh, chỉ cần kịp, hắn sẽ thử ra tay cứu một lần nữa. Bởi vì Dương Gian còn có một suy đoán khác. Ở trong chỗ này hắn chưa hẳn là tất cả đều là con đường chết. Người bình thường cũng có cơ hội sống, chỉ là hắn chưa biết đúng hay không. Hắn còn cần phải chứng minh về suy đoán này. Ở trong bãi tha ma tối tăm, mỗi một lần xuất hiện tiếng đinh đinh cũng có nghĩa là con quỷ du đãng trong nghĩa địa đang khắc bia mộ và chôn sống người được nó khắc tên. Một khi tên của người kia được hoàn thành, như vậy ở trong chỗ này, người có tên đó sẽ được mai táng, vĩnh viễn ở lại trong khu mộ. Người đó sẽ trở thành một cỗ thi thể ở trong bãi tha ma, chậm rãi hư thối rồi biến mất. Sắc mặt Dương Gian vẫn bình tĩnh như trước, bỏ mặc tiếng đục đinh đinh kia, mà nhanh chóng di chuyển ở trên con đường đất đầy mồ mả. Tốc độ giết người của quỷ quá chậm. Mỗi lần nó chỉ giết một người. Nếu không phải là một người quá xui xẻo, hay trước đó đã bị quỷ để mắt đến, thì hắn căn bản không cần quá lo lắng. Dù sao thì hắn cũng đã hiểu rõ cách thức giết người của quỷ, nên ít nhiều gì cũng có một chút dũng khí. Rất nhanh, mọi người đã đi trên con đường cũ để trở về. Dường như chuyến đi này của bọn họ có hơi lãng phí thời gian. Coi như cái chết của La Tô Nhất và một người thành viên diễn đàn linh dị hoàn toàn uổng phí.
Ngoài ra Dương Gian cũng suýt nữa là ngòm ở chỗ này. Dù uổng phí nhưng cũng không phải là chúng hoàn toàn không có tác dụng. Hiện tại Dương Gian đã nắm giữ được những manh mối quan trọng và phương pháp giải quyết chuyện trước mắt. Đội trưởng Dương, chỗ này có một bi mộ trống, phía trên không có chữ gì cả. Bất chợt bọn họ đã tìm ra một bia mộ trống. Thực ra thứ này cũng không khó tìm như tưởng tượng của bọn họ. Mặc dù bãi tha ma rất lớn, phần lớn mộ ở trong này đều đã có chủ, nhưng số lượng mộ vô chủ cũng không có ít. Một người thành viên của diễn đàn đinh dị la lớn và chỉ tay vào ngôi mộ ở bên cạnh. Bia mộ được làm bằng đá xanh, nhưng không biết có phải là do hoàn cảnh ở chỗ này ảnh hưởng hay không, mà tấm bia lại có màu xanh và đen xen lẫn nhau, lộ ra vẻ u ám, băng lạnh, khiến cho người ta có cảm thấy khó chịu, giống như là cảm nhiễm phải một loại nguyền rủa đáng sợ nào đó vậy. Dương Gian lập tức đi đến bên cạnh ngôi mộ kia, sau đó nói: có ai mang dao găm không? Cho tôi mượn một chút. Lập tức một thành viên diễn đàn linh dị đưa cho hắn ta một con dao găm quân dụng. Sau khi nhận lấy, Dương Gian cũng không thèm nói tiếng cảm ơn. Hắn trực tiếp ngồi xổm xuống trước tấm bia đá, định dùng dao để khắc tên của bà lão họ Lưu kia, Lưu Lan. Nhưng khén dùng thanh đao dao găm sắc bén kia xẹt qua bia mộ thì lại không hề lưu lại dấu vết nào, giống nhắn vừa cầm dao vạch lên kim cương vậy. Không, thậm chí thứ này còn rắn hơn cả kim cương. Đồng thời trên thế giới căn bản không hề có các loại chất liệu này. Một loại nguyên rùa nào đó đã ảnh hưởng đến bia mộ. Dưới sự ảnh hưởng của lực lượng linh dị, dao găm bình thường đã không thể nào phát huy được tác dụng nữa. Tấm bia này cứng như vậy. Đội trưởng Dương, cậu tránh ra để tôi thử một chút. Tôn Thủy khẽ đi đến, quan sát tấm bia, sau đó cầm súng bắn một phát vào. Đoàng một tiếng, tiếng súng vang lên nhưng tấm bia vẫn hoàn toàn vô khuyết. Viên đạn va vào tấm bia, sau đó bắn ngược ra ngoài, văng ra bên cạnh, thiếu chút đã đụng phải người khác. Đây không phải là bia mộ bình thường, mà là một món đồ linh dị. Hoặc là nó bị một loại linh dị nào đó ăn mòn, nên đã phát sinh ra biến hóa không tưởng nào đó. Nó đã trở thành một tấm bia mộ không thể dùng lẽ thường để đối đãi. Tôi từng thử nghiên cứu qua về phương diện này. Những vật phẩm bình thường, một khi bị ảnh hưởng bởi lực lượng linh dị, đều sẽ trở nên không tầm thường, vượt qua giới hạn về khoa học vật lý. Tôn Thụy để súng xuống, lắc đầu rồi nói: chỉ sợ dù chúng ta có cầm bom để nổ thì cũng không khiến cho thứ này bị sứt mẻ được. Khoan, tôi hiểu rồi. Cậu muốn dùng dao găm để khắc tên bà lão họ Lưu kia đúng không? Cậu làm như vậy là vì muốn lợi dụng nguyên rùa trên tấm bia, xử lý bà Lưu, lợi dụng nguyên rùa của quỷ để đối phó với quỷ. Cái này đúng là một ý nghĩ của thiên tài mà. Vậy mà cậu cũng có thể nghĩ ra được, quá tuyệt. Khi đoán ra được ý đồ của Dương Gian, y cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Chuyến đi vừa rồi Dương Gian đã nghĩ cách phá giải cục diện đáng sợ này. Sau đó y lại tỏ ra có chút kinh hỉ, bởi vì điều này có nghĩa là bọn họ không cần bị động chịu chết nữa, mà đã tìm ra cái phương pháp phản công. Nhưng khi thấy Dương Gian không thể nào khắc tên lên trên bia mộ, Tôn Thụy lại tỏ ra nhúng mày. Nghĩ lại những thủ đoạn của bản thân, dường như là chúng cũng không có tác dụng gì trong cái chuyện này hết. Nghe cậu nói vậy thì tôi mới nhớ được, vật phẩm bình thường cũng không thể nào ảnh hưởng đến vật phẩm linh dị, cho nên tôi cũng cần một món công cụ đặc thù thì mới có thể khắc tên lên bia mộ được. Sau khi được nhắc nhở, cuối cùng Dương Gian cũng xem như đã hiểu vì sao quỷ lại dùng đinh đóng quan tài để khắc chữ lên bia mộ. Bởi vì năng lực của đinh đóng quan tài là áp chế toàn bộ lệ quỷ, cho nên khi tiếp xúc với bia mộ, ở trong nháy mắt đó nó liền áp chế và khiến cho bia mộ trở thành một tấm bia đá bình thường. Nếu đó chỉ là một tấm bia bình thường, vậy việc dùng đinh đóng quan tài khắc tên
đương nhiên là hoàn toàn có thể. Chờ đến khi khắc tên xong, Đình đóng quan tài không còn tiếp xúc với tấm bia nữa, nên nguyền rủa trên tấm bia lại được khôi phục. Phương pháp giết người khủng bố cũng được hình thành từ đây. Hiện tại trong tay Dương Gia đúng là không có đinh đóng quan tài, nên không thể áp chế nguyền rủa của bia mộ một cách hoàn mỹ được. Nhưng mà trong tay hắn lại có một thứ cũng không hề kém so với đinh đóng quan tài, là một món đồ linh dị. Đó chính là thanh xài đao loang lổ. Nó có thể không thèm quan tâm đến sự ảnh hưởng của lực lượng linh dị, ngay cả lệ quỷ mà nó cũng có thể chém. Nói gì về việc khắc tên lên bia mộ. Chỉ trong nháy mắt, Dương Gian liền lấy ra thanh xài đao mà hắn mang bên người. Một thanh đao chẳng chịt vết gì, cùng những vệt máu đen do máu tươi bị khô đọng lại mà thành, khiến cho thanh xài đao có được một loại khí tức khiến cho người ta cảm thấy bất an. Thậm chí cả lệ quỷ cũng tỏ ra e ngại đối với nó. Đây là Tôn Thủy, Lý Dương, thậm chí là những người khác đều nhìn chằm chằm vào thanh xà đao quỷ dị ở trong tay Dương Gian kia. Còn Lý Dương trước đó đã từng gặp qua thứ này trong tay của Dương Gian rồi, là bên trong thế giới của quỷ hỏa. Nhưng mà khi đó Dương Gian chỉ lấy ra chứ chưa từng sử dụng. Trong lòng Tôn Thủy thầm suy đoán, là một món đồ linh dị không biết à. Dương Gian cũng không sợ thanh xài đao quỷ dị bị bọn họ biết. Chỉ cần bọn họ không biết quy luật giết người cùng mức độ kinh khủng của thứ này là được. Ở trong mắt rất nhiều người, đây chính là một món đồ linh dị không biết, còn là một bí ẩn. Cho nên khi tin tức về nó chưa bị lộ, việc có bị thấy ba, bị nhìn thấy hay không cũng không có quan trọng. Dương Gian thầm nghĩ trong lòng, không biết khi khắc chữ trên tấm bia mộ này thì liệu mình có nhận lại thương tổn hay không. Nguyền rủa của thanh xài đao cũng là khá đáng sợ. Nếu sử dụng thanh xài đao mà không phát động môi giới, một khi hắn chém vào lệ quỷ, hắn cũng sẽ nhận thương tổn tương tự với lệ quỷ. Đồng thời quỷ ảnh cũng không cách nào khôi phục lại chỗ bị thương tổn. Dần dần chỉ có thể hoàn thành giao dịch với tù quỷ thì mới có thể thanh trừ nguyền rủa, mới có thể khôi phục lại được. Tuy nhiên nếu trực tiếp phát động môi giới, nguyên rùa này sẽ càng đáng sợ hơn. Nó sẽ tiêu hao một danh ngạch để áp chế lệ quỷ của Dương Gian. Hiện tại trong tay Dương Gian chỉ còn lại một danh ngạch áp chế lệ quỷ. Hay nói cách khác, hắn chỉ còn chém một nhát. Sau khi chém xong, thân thể quán cũng sẽ bị mất cân bằng, để rồi gặp nguy hiểm vì lệ quỷ khôi phục. Cho nên chỉ khi nào gặp phải tuyệt cảnh, nếu không hắn không thể xài đến nó. Không một chút do dự, Dương Gian cầm lấy thanh xài đao trong tay, sau đó khắc chữ lên tấm bia mộ trống rỗng ở trước mặt. Vốn dĩ cái tấm bia cực kỳ cứng rắn, ngay cả đạn bắn cũng không hề rất mềm, vậy mà hiện tại giống như là một cục đậu hũ vậy. Sau khi thanh xài đao xẹt qua, trên tấm bia lập tức lưu lại một vết khắc thật sâu. Có tác dụng, thanh đao này đã có thể khắc được trên tấm bia. Quả nhiên muốn thể khắc được vật phẩm linh dị thì cần phải sử dụng đến một món đồ linh dị khác, cũng tương tự như đạo lý dùng quỷ để đối phó với quỷ vậy. Tôn Thủy thấy vậy liền tỏ ra mừng rỡ. Đội trưởng Dương, mau khắc tên đi. Chỉ cần khắc tên con quỷ kia, nó sẽ bị chôn ở chỗ này. Nếu đã không có ngôi mộ số 78, vậy chúng ta tự lập cho nó một ngôi mộ mang số 78 cũng được. Đến khi đó nhiệm vụ đưa thư của chúng ta có thể hoàn thành viên mãn. Lý Dương bên cạnh cũng thở phào, xem ra đã tìm được phương pháp để phá giải tử cục. Chỉ cần dùng đúng phương pháp, mọi thứ dường như còn nhẹ nhõm hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Tên La Tố nhất kia thực đúng là xui mà, vừa mới vào trận liền đã bị quỷ để mắt đến. Nếu như còn sống đến giờ, hắn ta chắc chắn sẽ là bình yên vô sự. Quả nhiên trong chuyện linh dị, vận khí cũng là cực kỳ quan trọng đấy. Tốc độ khắc tên của Dương Gian rất nhanh, ngay lập tức là hoàn thành xong chữ đầu tiên. Một chữ lưu xuất hiện ở trên bia mộ. Ngay khi Dương Gian viết xong chữ lưu, các vết khắc lập tức rớm máu, giống như là sơn màu đỏ đậm vậy. Chúng rớm ra nhuộm máu đỏ chữ vừa được viết. Hắn tiếp tục khắc chữ thứ hai.
số lượng nét chữ màu máu không có nhiều, nên chỉ trong nháy mắt hắn đã khắc xong. Hai chữ Lưu Lan lập tức xuất hiện ở trên tấm bia mộ trống rỗng này. Đây chính là tên của bà lão họ Lưu kia. Hiện tại bà đang là một con lệ quỷ ở trong khu mộ này, cho nên kế hoạch dùng nguyên rùa nhắm vào lệ quỷ của Dương Gian cũng coi như là hoàn thành. Nhưng ngay khi Dương Gian khắc xong hai chữ Lưu Lan, ở phía xa xa, tiếng đục bia mộ cũng đồng thời dừng lại. Ở một chỗ không biết nào đó, bà lão họ Lưu với bộ áo quan màu đen, thân hình gầy guộc cùng cây đinh đóng quan tài trong tay, đã khắc xong tên một ai đó. Dường như bà ta còn khắc xong cái tên này trước khi Dương Gian hoàn thành khắc tên bà ta. Mặc dù tốc độ khắc chữ quỷ tương đối chậm, nhưng mà thời gian khắc của nó lại dài hơn so với Dương Gian. Nguyên rùa khủng bố nhắm vào người thứ năm đã được hình thành. Nhưng ngay khi khắc xong cái tên này, không chờ cho nó có hành động nào khác, bùn đất dưới chân lệ quỷ đột nhiên biến mất. Chỉ trong nháy mắt, quỷ đã bị hám sâu vào trong lòng đất, chỉ còn lại một nửa thân thể cứng ngắc và âm lãnh ở bên ngoài. Giờ phút này quỷ dường như đã bị cố định lại, không có bất cứ hành động nào, chỉ là khuôn mặt tro tàn đầy nếp nhăn, không biểu tình kia, nhìn chằm chằm về phía trước, có chút đần độn, chết lặng. Quỷ không hề có bất cứ động tác nào dễ dụa, cứ như vậy bị hãm xuống một cách nhanh chóng. Chỉ một lát sau, con quỷ du đắng ở trong bãi thà mà từ nãy đến giờ đã bị vùi dập hoàn toàn trong bùn đất, sau đó là biến mất không thấy gì nữa. Biến mất theo nó còn có cây đinh đóng quan tài mà nó cầm ở trong tay. Trong bãi thà mà tối tăm và yên tĩnh, xung quanh ngôi mộ đang tụ tập một đám người. Lúc này bọn họ đều đang nhìn chằm chằm vào ngôi mộ trước mặt, sắc mặt mỗi người khác nhau. Có người hoảng sợ, bất an, cũng có người tò mò, mong chờ. Nhưng đối với Dương Gian mà nói, hắn lại có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì hắn cảm giác được dường như là nguyền rùa này đã có tác dụng. Biểu hiện rõ ràng nhất chính là tiếng đục quanh quẩn xung quanh bãi tha ma đã dừng lại. Kết thúc rồi sao? Tôn Thụy thu hồi ánh mắt khỏi bia mộ, nhìn về phía Dương Gian. Chưa thể biết được, nhưng hẳn đã kết thúc rồi. Tuy nhiên tốt nhất chúng ta nên chờ một chút đi. 5 phút. Không. Nếu 3 phút mà tiếng đục không xuất hiện, như vậy có thể chứng minh con quỷ vừa rồi đã bị nguyền rùa cùng mộ chôn sống. Vừa nói Dương Gian vừa cảm nhận biến hóa của bản thân. Vừa rồi hắn sử dụng thanh xài đao để khắc chữ lên bia mộ, nên khả năng bản thân hắn sẽ gặp phải nguyền rùa của nó, giống như những lần sử dụng trước. Nhưng mọi chuyện dường như đã vượt quá suy đoán của Dương Gian. Bản thân hắn không có chuyện gì hết. Dương Gian không tiếp nhận nguyền rủa của thanh xài đao. Ánh mắt hắn khẽ nhúc nhích, trong lòng đang cân nhắc. Nếu chỉ là khắc chữ thì sẽ không ảnh hưởng đến bản thân hay sao? Hay là mục tiêu mà mình sử dụng là bia mộ, không phải lệ quỷ, cũng không phải là người sống, cho nên nguyền rùa không có hiệu lực? Mặc dù không hiểu rõ chuyện này cho lắm, nhưng mà nếu bản thân không gặp nguyền rùa thì đó là một chuyện tốt. Cũng đã kết thúc. Nếu quỷ khắc chữ có thể giết người, vậy theo lý chúng ta khắc trên tên lên bia mộ cũng sẽ được có hiệu quả. Lý Dương quét mắt nhìn xung quanh. Ở trong bãi tha ma này vẫn có khá là cổ quái và quỷ dị, nhưng ít ra có thể biết được tiếng đục vừa nãy không còn tiếp tục xuất hiện nữa. Tuy nhiên Dương Gian nói đúng, nếu muốn xác nhận thì phải chờ thêm 3 phút nữa. Sau khi khắc tên xong, muốn đi đến ngôi mộ trống tiếp theo, con quỷ sẽ cần phải tốn một đoạn thời gian. Điều này không khó phân tích khi đã có cái chết của La Tố Nhất và những thành viên khác của diễn đàn đinh dị. Chỉ là quãng thời gian này không quá dài, đại khái là khoảng chừng 1-2 phút gì đó. Vậy thì cứ chờ thêm một chút đi, hy vọng mọi chuyện đều sẽ bình yên vô sự.
Lúc này sắc mặt Tôn Thụy không còn khẩn trương như trước, bởi vì y cho rằng hành động của dân gian có tác dụng. Việc liên tục bị quỷ giết chết đã bị ngăn chặn. Thế nhưng đúng lúc này, ở bên cạnh họ xuất hiện một tiếng kêu thất thanh, đầy hoảng sợ. Chị! Đó chính là tiếng của con trai Lưu Nguyên, Lưu Hạo phát ra. Là một người thiếu niên tuổi chừng 16-17 gì đó. Lúc này thân thể cậu ta đột nhiên trầm xuống, giống như có thứ gì đó nhú lại hai chân của cậu ta. Như là một người bị chết đuối vậy. Cả người cậu ta sắp sửa sụp xuống dưới đất. Ngay khi vừa bị sụp xuống, cậu bé vô ý túm lấy người chị gái Lưu Hân Duyệt ở bên cạnh. Nhưng cỗ lực lượng này không phải là thứ mà một cô gái nhỏ bé như Lưu Hân Duyệt có thể tiếp nhận. Chỉ trong nháy mắt, Lưu Hân Duyệt đã bị ngã trên mặt đất, còn hai chân của Lưu Hạo đã chìm xuống lòng đất. Tiểu Hạo! Lưu Hân Duyệt hoảng hốt kêu lên. Cô ta liều lĩnh túm lấy cánh tay của em trai mình, định ngăn cản chuyện đang xảy ra. Túm chặt lấy chị, túm chặt lấy chị, đừng có buông ra, không được buông. Cứu mạng, cứu em tôi với. Lưu Hạo xảy ra chuyện. Tên của cậu bé đã bị khắc vào bia mộ. Bãi thả ma quỷ dị này đang muốn thôn phệ, chôn vùi cậu bé vào trong mộ. Những người bên cạnh thấy vậy vội vàng rời xa, sợ bị quấn vào. Chị, em không muốn chết, em không muốn. Lưu Hạo lập tức khóc lóc vì sợ. Vốn là một người nhát gan, mà lúc này lại gặp phải chuyện như vậy khiến cho cậu bé sắp sửa sụp đổ. Lại có thêm một người nữa xui xẻo rồi. Tôn Thụy vẫn tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt, không hề cử động. Không phải là y không muốn cứu, mà là cứu không nổi. Ngay cả ngự quỷ nhân như La Tố Nhất mà bọn họ còn không cứu kịp, huống hồ đây chỉ là một người bình thường. Nhưng không đợi Tôn Thụy nói xong, y đột nhiên cảm giác được dương gian bên cạnh đã nhanh chóng lao ra ngoài. Hả? Sắc mặt Tôn Thụy khẽ động, vội vàng nhìn sang. Y cũng cảm thấy khá là kỳ quái đối với cử động của dương gian, bởi vì dương gian không phải là một kẻ hiền lành gì cả. Từ việc vừa nãy ăn giết chết một người diễn đàn đinh dị là có thể nhìn ra, một khen đã hung ác thì còn hung ác hơn bất cứ ai. Nên theo lý mà nói, hắn sẽ không thể nào cứu một người bình thường mới phải. Nhưng không đợi y kịp suy nghĩ, dương gian đã chạy đến nơi, sau đó lập tức ôm lấy tay còn lại của Lưu Hạo, rồi dùng lực. Vốn thân thể Lưu Hạo đang bị chôn ở trong bùn đất, nhưng mà hiện tại nó cứ vậy mà bị dương gian nhấc lên trên mặt đất, ngăn cách với nguyền rủa của bãi thảm. Cứu được? Sao có thể chứ? Sắc mặt Tôn Thụy khẽ biến, tỏ ra không thể nào tưởng tượng khi chứng kiến dương gian nhấc người Lưu Hạo ra khỏi mặt đất. Nhưng mà rất nhanh y phát hiện ra được manh mối. Hai chân Lưu Hạo không còn nữa. Một bóng màu đen khẽ xuất hiện dưới chân dương gian. Quỷ ảnh chủ động tách hai chân Lưu Hạo, nhấc thân thể cậu ta ra khỏi mặt đất, gián đoạn nguyền rủa. Quả nhiên giống như suy đoán của tôi. Một tay nhấc lấy Lưu Hạo. Dương gian lạnh lùng nhìn đến mặt đất đang nhanh chóng khôi phục bình thường. Ở trong bùn đất, hai chân Lưu Hạo đã bị cắn nuốt và chôn xuống mộ. Nhưng chỉ cần như vậy sẽ không có dấu hiệu cho thấy quỷ sẽ tăng cường tập kích để chôn vùi mục tiêu. Cũng giống như cánh tay mà dương gian lấy một thành viên diễn đàn đinh dị lần trước, khi hắn cầm nó trong tay cũng sẽ không bị tập kích. Nhưng một khi vứt xuống đất, nguyền rùa sẽ tập kích và chôn vùi nó. Đội trưởng Dương, anh đã tìm ra cái phương pháp hóa giải lời nguyền rủa của bí mộ sao? Lý Dương mở to hai mắt, tỏ ra có chút kinh hỉ khi thấy dương gian cứu được Lưu Hạo. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.